tôi sẽ đuổi theo nó luôn. Thằng này mày chết chắc rồi em ạ. Chạy đúng không ạ? Ui đơn giản mà. Xong chưa anh em? Anh em thấy không ạ? Vút tâm bằng cây súng này rất là sướng luôn. Và nghe âm thanh bắn từ cái cây thông sơn này rất là đã tai đúng không? Yo, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Đầu tiên thì các bạn hãy like và đăng ký kênh trước khi chúng ta bắt đầu nội dung ngày hôm nay nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và đây mọi người, từ phiên bản OB21 này thì sẽ có xếp hạng tử chiến nha anh em ơi đấy. Tức là khi mà anh em chơi game ấy là anh em sẽ có thể là lên rank huyền thoại trong chế độ tử chiến rất là ngon lành luôn. Cũng như là sắp tới sẽ có rất là nhiều những cái giải đấu mà anh em thi đấu dưới cái thể thức đấy là hai team solo với nhau. Tức là chế độ tử chiến nha anh em. Ok, chuẩn bị lên trên thôi nào anh em. Và ngày hôm nay đây thì với cái con nhân vật mới cũng như hiện tại thì mình đang dùng cây lục G18 nhá. À đậu xanh này. Úi dồi ôi. Tí nữa thì sẽ lại tiếp tục gọi là dùng cây thông sơn để quẩy trong cái chế độ tử chiến này. Cơ bản là game 1 thì anh em chưa đủ tiền thôi. Úi dồi ôi. Cái gì đấy hả em? Ba đứa luôn rồi. Vậy là còn lại một đứa nữa. Đây tầm này thì tôi và anh em sẽ cùng tìm nốt thằng còn lại. À cái đậu xanh không biết là nó trốn đâu rồi nhở. Má nhở. À đây. Tưởng gì cơ. Đây rồi anh em ơi. Ui tôi đang hơi yếu máu tí. Nên là mình sẽ vào trong này đấy. Cuốn máu cái đã trước khi là ra ngoài. Không nó lại quất mình xanh mộ bây giờ. Tình thế là hiện tại đang khá là căng thẳng nhá. Mày này úi rồi. Cái gì đấy hả em ơi. Quarter kill. Rất là dễ luôn. Như vậy là xong game 1 nhá. Ai cực kỳ đơn giản. Và đến với game 2 đây. Mình sẽ mua luôn cái thông sơn đấy. Mua cây thông sơn để tiếp tục chiến thôi nhỉ. Hiện tại thì thông sơn nó là một cây súng rất là hot trong game Free Fire. Và trong phiên bản OB21 này thì thông sơn có lẽ là làm chùm tiểu liên luôn anh em ơi. Sau từ ngày hôm qua đến giờ thì mình test là mình thấy là thông sơn bắn nó cực kỳ là mạnh mẽ. Và phải nói là thay thế MP40 rất là tốt luôn. Ây, rồi nha, chúng ta let's go. Ui, nhảy hơi ngáo, sorry mọi người. Đây, chúng ta sẽ lên trên này nhá. Hey, hello mấy bạn trẻ, anh em đâu cả rồi, qua đây solo với tôi này. Ui dồi, cái gì đấy, trời ơi này. Đấy, các bạn thấy không ạ, thông sơn này vuốt tâm rất là dễ. Mình về lên đầu thằng kia nó cực kỳ đơn giản, đúng không nào? Rồi nha, tôi sẽ lên trên này cá đi. À, đủ, người đâu? Người đâu hả? Mày này, thanh niên này. Ui, cái gì đấy, sao lại bắn ông đội tao? Mày này làm gì đấy hả? Ui, đang còn một đứa nữa. Phát này cẩn thận nha anh em ơi. Không lên bản điểm số sớm thì hơi chán luôn. Ai, nó đây nhá. Quấn máu à, quấn máu này. Quấn máu là quấn máu thế nào được. U rồi ôi, tôi cũng sẽ quấn máu cái đã anh em. Với cái cây súng thông sơn này anh em thấy không ạ? Bắn rất đã luôn, rất sướng luôn. Úi rồi này. Nữa hả? Này úi rồi. Các bạn thấy không ạ? Thông sơn phải nói là vuốt tâm vô đầu rất là dễ luôn. Anh em mà còn không chơi cây súng này thì chơi cây súng nào nữa. Yes, như vậy là game 2 tử chiến cực kỳ đơn giản với cây súng thông sơn đúng không nào? Vậy nên là anh em ơi, bạn nào mà chưa có cơ hội trải nghiệm thông sơn hãy nhanh tay vào tử chiến nhá. Với lại thì hiện tại cây súng này nó cũng chỉ có mặt ở tử chiến thôi anh em. Yeah, vẫn là thông sơn thì hiện tại mình đã có được giáp 3 này, mũ 2 này đấy. Vô cùng là xịn sò đúng không nào? Tầm này tôi cầm thông sơn tôi vẩy mấy thằng địch kia thì chúng nó nát hết đầu luôn anh em ạ. Rồi nhá. Và đây, bây giờ thì anh em hãy cùng theo chân mình nhá. Tìm hiểu về cây súng bá đạo nhất game Free Fire phiên bản OB20. Một cây súng mới vô cùng là mạnh mẽ, thông sơn anh em ạ. Đây, let's go, lên phía trên nào. À, một đứa, thấy rồi nhá. Các chú định làm gì trên này? Úi dồi này làm sao? Anh em chờ tôi tí đây, tôi ra ngoài cái. Úi dồi này. Xong chưa, muốn gì? Vô cùng đơn giản được không nào? À, xem là còn thằng nào ngoài này không? Ui, tôi nghi là bọn này nó ở trên tầng câu ạ. Tôi sẽ lên trên tầng, tôi vả thẳng mặt bọn này luôn nhá. À, các chú trốn trên tầng đúng không? Đâu rồi? Úi rồi này. Ui, vãi thật trưởng. Nó gai bẫy tôi nghe mày. Ui, MP40 này. Nhảy. Ui, căng vãi. Phần hơi căng nha. Không, đừng đùa. Phần này hơi căng nhá. Không giỡn chơi được. À, các chú là anh sợ đấy. Được rồi nhá. Xử lý xong cái thằng đấy đã. Ok, một kill đầu tiên rồi nhá. Còn hai đứa ở trên. Được rồi, anh em cứ bình tĩnh ý. Ui, cái gì đấy? Ra đây em. Lòi cái đầu ra, dám không? Dám lòi đầu ra không? Thằng này không dám rồi. Tôi thề với anh em luôn, nó không dám chắc luôn. Ok, mình sẽ công lên nữa luôn. Ai lúc nãy là anh chưa chuẩn bị tâm lý rồi. Ai biết là chúng nó lại chơi kế điệu hổ ly sơn. Và ai trưởng này. Tuổi gì em ơi. Úi dồi ôi, thằng này ở trong nữa. Đấm tay á. Trời ơi, double kill nhẹ nhàng tình cảm đúng không?
cực kỳ đơn giản nhá. Anh em thấy không ạ? Thông Sơn rất là bá đạo nhá. Với mình thì mình cho rằng Thông Sơn nó là cây súng tiểu liên phải nói là mạnh mẽ nhất trong phiên bản OB21 luôn anh em ơi. Và có thể coi là cây súng này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa AK với lại tiểu liên. Đơn giản là các bạn thấy không ạ? Cái báng súng của nó bằng gỗ trông năn nà giống AK đúng không? Nếu mà anh em không nhìn kỹ đúng không? Bạn nào mới chơi có lẽ là anh em cũng sẽ kiểu như là tưởng cái này là AK ấy, đừng đùa. Đấy, tôi có thể gọi nó là AK nhưng sử dụng đạn tiểu liên chẳng hạn. Úi dồi này làm sao đấy hả? À, cái đậu xanh. Và khả năng bắn xa của cái cây súng Thông Sơn này cực kỳ là tốt luôn nha anh em thấy không ạ? Bắn xa thì tâm vẫn rất là chuẩn. Úi dồi này, đứng lại em ơi. Và tốc độ bắn của Thông Sơn thì khá là nhanh luôn anh em ơi. Ui, về hai viên cái vỡ đầu luôn. Các bạn thấy ngon không ạ? Ui, cây súng tiểu liên bá đạo nhất OB21 là đây chứ còn đâu nữa hả? Úi dồi này làm sao? Hả? Qua đây. À đủ. Đậu xanh này. Từ từ anh em với tôi ra ngoài cái. Vãi cả trưởng này. Làm sao đấy hả? Cực kỳ đơn giản đúng không nào? Với Thông Sơn thì mọi thứ đều đơn giản thôi anh em ơi. Double kill vô cùng là nhẹ nhàng. Ơi tầm này là địch chỉ còn lại một đứa ơi. Game 4 rồi, để tìm xem chúng nó ở đâu à? Các chú trốn đâu à? À, chúng mày định trốn đâu mấy con sâu này? Úi trời. Thế là anh em trốn đâu rồi? Tôi chưa thấy đâu anh em ạ. Tôi sẽ ra ngoài này trước này. Vãi trưởng nhở. Xong rồi. Như vậy là đồng đội hạ gục xong rồi. Đấy, win game tử chiến nhẹ nhàng. Thì đây chính là đấu xếp hạng tử chiến nhá. Đấy, tôi sẽ cố gắng sớm cày lên rank huyền thoại ngày đầu tiên đây, cày xếp hạng tử chiến đây anh em. Vâng, phải nói là Thông Sơn rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay bằng một trận đấu nữa. Trận đấu này thì ok. Game 1 thì mình vẫn sẽ sử dụng cái súng G18. Cơ bản là chúng ta không có lựa chọn anh em ơi. Đấy, tiền nó ít quá. Game 1 nó đâu cho anh em nhiều tiền đâu. Rồi nhá, anh em đã sẵn sàng chưa? Đến với trận tử chiến tiếp theo chưa? Tôi là tôi sẽ cầm cây súng G18 này. Nói chung là game 1 thì mình cũng đã quá là tự tin rồi. Cơ bản là mình chơi cây súng G18 này đã rất là nhiều rồi. Và nó rèn luyện cho mình một cái kỹ năng. Đấy là kỹ năng bắn Vulture Mask sau bằng G18 cực kỳ đơn giản đấy. Thế là tôi chơi nó cũng quen rồi anh em. Đầu tiên tôi thấy là cây súng lúc này Sida vãi và mình toàn dùng M500. Nhưng bữa nay là mình đổi qua hẳn là game 1 chơi bằng G18 rồi. À, thằng nào qua đây? Có giỏi qua đây em. Đùa nhau à? Cái gì đấy à? Úi dồi, vút tâm cực kỳ đơn giản luôn. Thanh niên đứng yên mà lại anh em, thằng nữa này. Úi dồi, đấy. Cứ bắn cái vào đầu thôi mà cực kỳ đơn giản cũng nào. Úi dồi này, knock đi em. Hãy knock đi em ơi. Và đây mọi người ạ, à, cứu nhau à? Ui, cứu nhau à? Cứu là cứu thế nào hả anh em ơi? Xong chưa? Các chú định cứu nhau à? Các chú đùa anh rồi. À, và đây mọi người ơi, tầm này là còn lại một thằng cuối nhá. Game 1/7 đây. Xem nào. Hạ gục nốt thằng này, double kill nhẹ nhàng thằng cuối đâu. Giờ đây em ơi, nhanh nào cho nó sớm trợ này quá. Không hiểu sao nhỉ, nó trốn đâu rồi anh em nhỉ. Hạ gục nốt thằng này cái, triple kill. Làm quả nữa để lấy quad kill nào. Ui dồi ôi. Anh em thấy chưa ạ? Dương kẹo chưa thấy thằng cuối đâu. Không biết là nó trốn chỗ nào mà kỹ thế nhỉ. Ui, chắc nó sợ rồi. Cơ bản team mình còn nguyên 3 anh em siêu nhân thế này. Team nó chỉ còn lại một đứa thế. 3 cân 1 thì không chột cũng què. Nên nó sợ anh em ạ. Tôi không biết là nó trốn ở đâu nữa nhỉ. Thôi đi, chúng ta cứ lượn lờ quanh đây, biết đâu là sẽ sớm tìm được nó, cho nó lên thiên đình luôn anh em ạ, đúng không? Đấy, đâu rồi? Đậu xanh nhở? Người đâu không thấy nhở? Đây rồi. Úi rồi, để anh tìm chú mãi này. Chạy nổi không em? Yes, chiến thắng. Vào 1/7 cực kỳ đơn giản đúng không? Và đây mọi người ơi, tiết mục hấp dẫn nhất mà anh em đang mong chờ đợi. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng. Ai, mình đã mua Thông Sơn rồi nhá. Và đây mọi người, mình vứt mấy cái trạm bị thừa ra. Cơ bản là có Thông Sơn rồi, chúng ta xài lục làm gì nữa. Và đây anh em, đấy phải nói là sau một ngày chơi cây súng Thông Sơn này thì mình rất là thích nó. Và chắc chắn là mình sẽ luyện tập cái kỹ năng Thông Sơn nó trở nên pro hơn. Để ra thật là nhiều những cái video cho anh em xem nhá. Đấy, các bạn thấy nội dung kênh của Kẹo hay thì các bạn đừng quên là hãy nhấn like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Số nhà có Thông Sơn rồi, ngại gì nữa anh em. Úi dồi này, đấy. Tầm bắn xa rất tốt luôn. Đậu xanh này, úi dồi, nốc của đứa nha. Các bạn thấy đơn giản không? Anh em thấy đơn giản không? Đơn giản như đan rổ đúng không nào? À, thật kia. Tính móc à. Ui, thằng này. Từ, bạn ơi, làm gì mà căng. Úi dồi này, đấy. Thông Sơn anh em vuốt rất là nhanh và rất là dễ luôn nhá. Này, first blue skill đầu tiên. Ê, thằng này đi. Thằng này đồng độ nó ăn mà anh em không phải tôi ăn. À, nữa nè. Tưởng chạy ở trên này mà ngon à? À, được rồi anh em ơi. Tôi sẽ đuổi theo nó luôn thằng này. Mày chết chắc rồi em ạ. À. Chạy đúng hả? Ui, đơn giản mà. Xong chưa anh em?
Anh em thấy không ạ? Vút tâm vào cây súng này rất là sướng luôn. Và nghe âm thanh bắn từ cái cây Thompson này rất là đã tai đúng không? Đấy, anh em còn chưa trải nghiệm vào trải nghiệm đi nhá. Chỉ có mắt duy nhất tại tử chiến nhá. Ui, tôi thể chơi game nó ngon vãi anh em ạ. Cây súng này bắn nó êm này, ui rồi sát thương nó khủng này anh em ạ. Tốc độ bắn nhanh này, tầm bắn xa này. Nói chung là tôi không có một điểm gì chê với cây súng Thompson này cả. Ui, vãi cả trưởng. Sao hai người đồng đội của tôi mấy đứa nó lại bị hạ gục ở vùng an toàn thế này? Đây tầm này team địch nó chỉ còn lại một đứa, tôi sẽ tìm xem. Không biết là cái thằng này nó có thoát trận không nhỉ? Chắc chắn là không đâu mọi người. Không phải, thằng này nó không thoát trận rồi, thế vào trong đi. Yo. Tìm xem thằng cuối đằng đâu, trước hết là mình sẽ phải cuốn máu đã. Các bạn lúc nãy chạy ra ngoài liều quá anh em, lâu lâu chơi lầy thế có khi sanh mộ sớm ấy. Rồi ok các bạn. Đâu rồi thằng cuối đâu? Tầm này tôi chưa nhìn thấy nó đâu cả, khả năng cao nó trên anh em mà nó trên cái giàn giáo này này. Thôi chờ đi. Bởi vì là lát nữa thì bo nó cũng thu nhỏ lại mà thôi này. Hóng nào, thằng cuối đâu? Nhanh nào. Cái đậu xanh chứ nó vẫn trốn ở đâu đấy anh em ạ, méo hiểu sao nhỉ? Anh em đây game sinh tồn mà có phải game trốn tìm đâu. Ui dồi ôi, câu này cứ làm biến chất game thế. Đâu rồi anh em nhỉ? Thể tìm thằng cuối mệt ghê ấy. À đây rồi, mày này, ui dồi, cẩn thận cái đầu nhá. À, xuống đây, có giỏi chú xuống đây. Có giỏi xuống đây, nó không xuống rồi. Nó chạy lên trên anh em, à tính giết bo à. Được thôi, nếu mà chú tính giết bo nhá. Ok, đứng đây anh em ơi. Xuống nhá. Ui, chết rồi, mình không có máu để cuốn rồi. À không sao, đồng đội vẫn có máu cuốn. Thế này vẫn win được anh em ạ, vẫn win được. Tôi thề luôn thằng kia, nó không win được đâu. Nhây bo trong tử chiến ấy, lầy vãi. Ui dồi, thanh niên lầy vãi anh em ạ. Không hiểu sao gặp quả thanh niên nhây bo trong tử chiến luôn. Đến nể. Số nhau ok các bạn. Đây, vào đây anh em thấy không ạ? Tầm này thì tôi sẽ mua thêm một cây Thompson đi. Rồi nhá, hai cây Thompson luôn, bắn cho nó sướng anh em ạ. Đấy, các bạn hạn chế cái thời gian thay đạn đấy. Thay vì thời gian đấy anh em có thể là cứu mạng nhiều hơn này. Và mình cũng chuẩn bị thêm một số bóng keo nữa. Rồi nhá, chúng ta đến với vòng 3/7 này. Ui, tôi cực kỳ tự tin với cây súng Thompson này rồi. Bây giờ là thỏa sức để mà chiến đấu thôi anh em ơi. Lo gì một con thằng nào nữa đúng không nào? Rồi nhá anh em, let's go nhá. Ấy thì kiếm người thôi. Nào, đâu rồi? Các chú đâu rồi? Lâu lâu kiểu tìm mấy thằng địch khó vãi anh em, tôi không kiếm được luôn cơ. Nà ní, ở đây có ai không đây? À đây rồi, úi rồi, nó ở trên nhà này. Vỡ đầu. Vâng, anh em thấy không, Thompson nó vút tâm vào đầu sướng lắm, dễ lắm anh em ạ. Úi rồi, lại được mấy thằng này, mấy thằng thoát game này. Úi rồi ôi, chơi game không chơi, vào game để thoát game thế này, thế thì hỏng các bạn ạ. Số nhà trên có người nhá, đến coi nào. À, chỗ này một đứa này. Ui dồi, thủ nhà, tử chiến mà cũng thủ nhà đấy, nghe bạn đến nể. Thằng cuối đâu? À, khả năng cao nó ở trong này anh em ơi. Vô, xử luôn này. Ui dồi, núp à? Trời ơi, cái gì đây? Câu này còn núp cả trong tử chiến nữa. Quara kill nhẹ nhàng tình cảm đúng không? Đi mọi người, và đến với game tiếp theo. Game này tôi sẽ cố gắng dứt điểm luôn anh em. Win nốt luôn, để thắng luôn, đỡ để cho cái bọn này nó câu giờ anh em, khó chịu ghê. Rồi nha các bạn, đây hai cây Thompson luôn. Với hai cây súng này tôi nghĩ là gục địch nó cũng đơn giản thôi. Đây nha, đang chờ anh em ơi, một giây cuối cùng này. Rồi các bạn ơi, let's go now. Tầm này với cây Thompson thì cứ mạnh tay mà dã thôi anh em ơi. Mình có hai cây Thompson thôi các bạn, trang bị thì vô cùng xịn sò, giáp 3 này, mũ 2 này đấy. Ui rồi, cái gì đấy. Làm gì đấy, ui rồi, vỡ đầu này đấy. Anh em thấy không ạ, trời ơi, Thompson này bá đạo. Các bạn thấy Thompson bá đạo không? Trời ơi, không bá đạo hơi phí luôn anh em ạ. Số nhà đây, let's go nào. Ây, kiếm người nào anh em ơi. À đây rồi. Úi rồi này đấy, Thompson vô cùng bá đạo nhá. Vút tâm cực kỳ đơn giản. Úi rồi, này, thằng cuối đâu? Nhanh, qua đây này, qua đây mà khiêng hòm đồng đội này. Đậu xanh này, trốn đâu rồi hả em ơi? À, nó ngay phía sau, tính bóc lốp anh ạ. Úi rồi ôi, thế đi chú. Chú hơi no nha. À, nó vừa chạy qua đây này. Chạy nổi không? Anh cho chú chạy rồi nhá. Đấy rồi. Lại là cái thằng nguy hiểm này. Đậu xanh này. Trốn à? À, trốn à? Win game mọi người ơi. Bu nha. Vâng, như vậy là chúng ta đến với trận tốc 1 nữa rồi. Và mọi người ơi, anh em xem video thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại mọi người sau nha.